Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua nửa đầu tháng 9 âm lịch. Từ đầu tháng đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè thì xa lánh. Thế nhưng, bước sang ngày 22 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xưa qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và hanh thông. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Tuất. 1. Tuổi Tuất. Các chuyên gia tử vi học cho biết về mặt công việc của gia chủ tuổi Tuất may mắn hơn nhờ chính quan nâng đỡ, sắp có tin tăng lương tháng trước. Người làm kinh doanh buôn bán thì phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn. Đây là một ngày khá lộc lá với những gia chủ tuổi Tuất, mặc dù không trúng số nhưng họ vẫn có bạc tỷ trong tay. Bên cạnh đó, cục diện mộc khắc thổ cho biết con giáp này có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người ấy. Bạn làm gì cũng làm một mình, người nhà không biết đường nào mà lần, suy nghĩ hơi bồng bột, dễ gây ra tranh cãi. Con giáp này cần phải học cách nhìn người và phân biệt người tốt, kẻ xấu và tìm ra đâu mới là người đáng tin tưởng. Không phải ai hỏi mượn đồ đạc, mượn tiền cũng có thể cho được. Nguy cơ mất trắng cực kỳ cao trong hôm nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Con giáp thứ hai mà chúng ta xét đến là những người tuổi Thìn. 2. Tuổi Thìn. Phân tích lá số tử vi của những gia chủ tuổi Thìn, các chuyên gia tử vi tâm linh học nhận định, những gia chủ tuổi Thìn hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ chính quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay, bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng, tiếp tục chiến đấu. Vận trình tình cảm hài hòa nhờ có tam hội cục so chiếu. Nhân ngày cuối tuần, bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán. Trai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa của tình yêu. Đường tài lộc vì mộc khắc thổ nên bản mệnh không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc, tiền bạc. Đi ra ngoài thì nên khóa cửa cẩn thận, kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay là cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày, con giáp may mắn thứ ba là những người tuổi Hợi. 3. Tuổi Hợi. Được tam hợp cục chiếu cố nên vận trình tình cảm của tuổi Hợi rất khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa, có nhiều bạn bè tốt sẵn sàng giúp nhau lúc khó khăn. Người đã có gia đình, vợ chồng sẽ sắp xếp chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cùng con cái. Tài lộc sinh sôi nảy nở nhờ thủy dưỡng mộc. Những bạn đang làm ăn ở phương xa được thần tài mang cơ hội kiếm tiền đến tận nhà. Hợi có động lực kiếm tiền rất mạnh, dễ gặp được cơ hội làm ăn lớn. Có điểm báo công việc của bản mệnh sắp tới, dễ có mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng do kiếp tài chiếu vận. Nhưng có nhiều việc bất ngờ nảy sinh ngoài kế hoạch khiến con giáp này không thể xoay sở kịp thời được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Đường sự nghiệp nửa hung nửa cát thì gặp thiên tài. Những người làm xổ số, tài chính, ngân hàng thì dễ gặp may mắn bất ngờ, có nhiều khoản thu trong thời gian này. Bên cạnh đó, nhiều người còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, trúng số đổi đời. Nhưng bạn đừng vì thế mà chủ quan.
Bạn phải làm chủ được bản thân mình, tránh sa đà vào những cám dỗ thì mới có lộc bền lâu được. Hôm nay, về cơ bản thì tài vận khá tốt, tiền bạc không đến nỗi túng thiếu nhờ mộc giữ hỏa. Con giáp may mắn này mà làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày chủ nhật thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, cục diện tương phá cảnh báo, bản mệnh phải cẩn thận trong họ hàng, bạn bè có người ghen ăn tức ở, ném đá xấu tay, phá hoại cuộc sống của bạn và gia đình. Thực ra, tốt hay xấu tùy vào nhân quả, cốt là ở bạn. Ngọ cứ yên tâm sống tốt thì chẳng sợ người khác chơi xấu. 5. Tuổi Mão. Đúng ngày 22 tháng 9 này, công việc của tuổi Mão được lộc từ thực thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Hôm nay, bạn được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa. Nhờ cục diện hai hành mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đánh giá hơn tiền bạc nhiều. Cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà. Nay bản mệnh dễ có người cho lộc khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Bạn cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến hôm nay vì bạn xứng đáng có được những điều đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tỵ. Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Tỵ không có gì phải chê vì được chính tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Tỵ sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ mộc sinh hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi thì đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh, bình an là may mắn rồi. Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư, kinh doanh theo hướng khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 22 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.